Em thân mến, chúng ta tiếp tục học một logic suy luận toán học. Bây giờ tiếp theo là phép toán tuyển của hai mệnh đề. Rồi, xin mời chúng ta quan sát cái định nghĩa nhẩm. Chốc lát chúng ta sẽ đọc lại. Bởi vì tình huống rồi chúng ta có thể thi online, người ta có thể phát biểu cho chúng ta ba bốn cái kiểu tương tự như định nghĩa, người ta nó hỏi chọn định nghĩa đúng, mình không biết cách thì mình không thể trình bày được, hiểu chưa? Đó. Thuộc chưa nào? Đấy, bây giờ bắt đầu sang bên này cũng viết tiếp nha. Quay trở lại cái quy tắc này. Đó, bây giờ xóa cái dưới đi nha. Ôi chết, nó xóa hết rồi. Mình muốn để lại cái định nghĩa thôi. Để cho chúng ta quan sát, chúng ta tập học cho nó học học theo cái đấy cho nó nhanh. Đây. Như vậy là chúng ta sẽ bắt xiếc lên trên, chúng ta đọc này. Nào gì ạ? Cho hai mệnh đề P và Q, cho hai mệnh đề P và Q, hoặc là cho P và Q là hai mệnh đề nhé, nó tương tự nhau thôi, cái câu đầu tiên không vấn đề gì. Cho hai mệnh đề P và Q chấm ngoài. Đó, tiếp theo là tuyển đúng không? Đọc đúng theo cái này, tuyển của P và Q phẩy ký hiệu là P, dấu tuyển nó quay lên trên như này, phẩy nọc là P, hoặc tuyển đi liền với chữ hoặc nhé, Q vừa nãy là hội đi với chữ và, tuyển đi với chữ hoặc phẩy, cái này nó lại ngược lại là mệnh đề sai khi P và Q, tức là cả P và Q cùng sai. Sai khi P và Q đều sai và đúng trong các trường hợp còn lại. Đó, cái này nó ngược lại nhưng nó viết cái sai trước. Thấy dễ học thuộc không? Đúng trong các trường hợp còn lại, tự viết nốt. Được chưa? Đấy là cái thứ ba. Đấy, cấu trúc học theo cái cấu trúc này một phát ba định nghĩa đó. Còn ba cái định nghĩa tiếp theo chắc cũng y hệt như thế. Được chưa? Rồi, giật nhẹ nhàng. Hay nhỉ, học kiểu này hay. Nó học cái gì nó phải có mẹo ấy mà, đặc biệt các môn toán nó có mẹo. Không có mẹo không? Học có té phở ra, nhá. Kiểm tra lại xem định nghĩa của mình có đúng nhá. Đó, thấy không? Rồi, bây giờ thầy cho bạn chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành cái bảng giá trị chân lý này. Làm như người nhớ luôn nhá. Thì cũng tương tự như trên, thì cái tuyển của hai mệnh đề thì nó sinh ra bởi hai mệnh đề đơn là P và Q, cho nên số dòng của nó là vẫn là 5. Và cái cột 1, cột 2 vẫn y hệt như trên. Đây, cột thứ ba là phép giá trị của phép toán P tuyển Q. Vừa nãy chúng ta bảo là tuyển nó chỉ sai khi cả P và Q cùng sai. Như vậy là cái cột, cái dòng cuối cùng của nó là false. Chết, sướng quá, viết nhầm.
tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai, là điều đó còn đồng nghĩa với cái việc là nó sẽ nhận giá trị đúng nếu như ít nhất một trong hai cái có cái giá trị đúng. Chỉ cần có một cái true là nó đúng luôn. Như vậy hai cái này giống ra, kết quả là true. Tiếp tục, một true đi một false vẫn là true, một false đi một true cũng vẫn là true. Đấy, rất dễ thuộc đúng không? Rất dễ dàng. Như vậy là tuyển chỉ sai khi trong trường hợp là cả hai cùng sai. Cách nhớ nhanh của nó là thế. Hà Nội là thủ đô của Việt Nam hoặc Huế là thủ đô của nước Việt Nam là mệnh đề đúng, bởi vì trong cái này chỉ cần có một câu đúng là được mà. Tiếp, Hà Nội là thủ đô của Việt Nam hoặc Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc, Nam Kinh là thủ đô của Trung Quốc hoặc Paris là thủ đô của Trung Quốc. Nam Kinh là thủ đô của Trung Quốc là sai này, Paris là thủ đô của Trung Quốc cũng sai nốt này. Mà cái chữ hoặc ở giữa là gắn liền với tuyển nhé, tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai. Như vậy là rơi vào cái tình huống này đây, đúng không? Như vậy cách tìm giá trị chân lý của tuyển hai mệnh đề chính là chúng ta tìm giá trị chân lý của từng cái một, sau đó áp dụng cách nhớ nhanh ở trên chúng ta xử lý, đúng không? Tuyển chỉ sai khi tất cả đều sai. Rồi, chúng ta sẽ học một mạch đến lúc nghỉ nhé, và cái thời gian học online của chúng ta sẽ phải ít hơn, do giáo viên là cứ nói xả mệt, không thể dạy tăng đủ hết đâu. Tiếp tục, phép toán thứ tư, phép toán tuyển có loại. Tuyển có loại nó khác với tuyển. Định nghĩa đây. Em chịu khó đọc. Nếu mà cầm sách giáo khoa về tốt quá, chúng ta đánh dấu vào. Đấy. Rồi nhé, bây giờ chúng ta sẽ viết lại cho nó thuộc. Viết lại cho nó thuộc. Nhé, bây giờ nhắm mắt có thể viết lại được không? Bây giờ xin mời bạn tiếp theo là 37815 Phạm Ngọc Thuận Thiên. Nêu định nghĩa tuyển của hai tuyển có loại của hai mệnh đề, xin mời. Cho hai mệnh đề P và Q, tuyển có loại của P và Q, ký hiệu là P được đầu cộng trong vòng tròn, rồi Q rồi đọc là, hoặc P và hoặc Q là mệnh đề đúng khi một trong hai mệnh đề là đúng, mệnh đề còn lại sai. Và sai khi cả hai cùng đúng hoặc cùng sai. Rồi, cảm ơn em đọc đúng đấy, nhanh thuộc đấy, tốt lắm, cảm ơn. Thế bây giờ mình sẽ dựa vào cái câu đấy để mình điền bảng giá trị chân lý. Dựa vào cái đó để điền vào bảng giá trị chân lý. Xin mời 37856. Alo, 37856 Nguyễn Đức Việt. Có. Đọc đi em. Thưa thầy, là cái thứ nhất là for. Cái thứ nhất là for. Tiếp. Cái thứ hai là true. Cái thứ ba. Cái thứ ba là true. Chắc không đấy? Chắc. Chắc là câu trả lời chính xác. Tiếp tục. Rồi cái thứ cuối cùng là false. Đúng rồi, bởi vì chúng ta biết được là nó chỉ nhận giá trị là đúng khi một cái đúng và một cái sai, và nó nhận triển khai khi hai cái cùng đúng cùng sai. Tức là khi P và Q giá trị chân lý mà nó của nó giống nhau thì nó sẽ ra giá trị chân lý là false. Còn khi mà nó khác nhau thì ra giá trị chân lý sẽ là true. Được chưa?
Rồi, cảm ơn em. Vâng. Đơn giản đúng không ạ? Đây. Hoặc số 5 là số chẵn hoặc số 5 là số lẻ. Nhớ là trong này nó giống như cái bài tuyển nhưng mà nó có hai chữ hoặc. Đấy. Hoặc đứng đầu và hoặc đứng ở giữa này. Đó. Hoặc số 5 là số chẵn. Cái đấy là sai nhá. Hoặc số 5 là số lẻ. Cái này là đúng nhá. Như vậy một cái đúng một cái sai đi với nhau. Mà nó là hoặc hoặc thì nó là mệnh đề đúng. Tiếp tục. Hoặc mặt trời mọc ở phương đông hoặc mặt trời mọc ở phương tây. À, thì cái này tương tự như trên có một cái đúng một cái sai đúng không? Như vậy nó sẽ ra giá trị là đúng. Được chưa? Thế bây giờ nó lại nói thế này. Hoặc 5 là một số dương. Hoặc số 5 là một số lẻ. Thì nó sẽ thế nào? A37961 Đặng Hương Giang. Trả lời câu hỏi. Thì nhắc lại cho anh được không ạ? Ủa, thầy không nhớ câu vừa nãy thì nói cơ, chết rồi. Có bạn nào nhớ nhắc lại cho bạn đấy? Ba tám không bốn chín nhắc lại cho bạn. Ba tám không bốn chín Nguyễn Hoài Linh. Ba tám không bốn chín Nguyễn Hoài Linh là bác à? Thiếu mấy bạn thiếu ừ, em nhắc lại câu cho bạn. Rồi nhắc đi. Không nhớ đúng không? Thôi được rồi, cái đấy chúng ta sẽ về chúng ta nghe lại. Chúc thầy giáo gửi video clip lên trên kênh YouTube chúng ta xem lại và chúng ta trả lời. Ơi. Cái gì thế em thưa thầy, em thưa thầy. Không nghe rõ gì đâu. Nguyễn Hoài Linh nhắc cho bạn xem có nhắc được không? Không nhắc được hả? Hoặc số 5 là số chẵn hoặc số 5 là số lẻ là đó. À đúng ạ. Không phải, nhầm rồi. Cái câu vừa nãy thầy nói câu khác. Thầy vừa hỏi câu đấy ạ. Không, câu đấy thầy giáo trả lời từ trước. Hai câu này thầy giáo trả lời rồi. Thầy giáo đưa thêm một câu hỏi khác cơ. Đấy, em xin lỗi em không để ý rồi. Thế em không nghe được câu đấy ạ. À thôi không sao, lúc nào thầy sẽ phát lại video đấy xong em sẽ trả lời sau nhé. Rồi em tên là gì nhỉ? À, em tên là gì đấy? A38049 Nguyễn Hoài Linh ạ. À, rồi cảm ơn. Bây giờ chúng ta sang phép toán thứ năm là phép toán kéo theo. Phép toán kéo theo. Hai cái thứ năm và cái thứ sáu nó phức tạp hơn. Phép toán kéo theo nha. Và đây là cái thứ hai mà nói sai trước, đúng sau. Được chưa? Rồi nhá, bây giờ bắt đầu thầy quay ngược trở lại đây để một bạn đọc. Xin mời 38140 Nguyễn Thị Thùy Linh đọc lại. Đọc lại cái câu vừa nãy. Em thưa thầy là cho hai mệnh đề B và Q,
B kéo theo Q, Ừ. ký hiệu là B, mũi tên Q. Rồi, cái mũi tên có Đọc. một gạch ở giữa hay hai gạch ở giữa? Một gạch ở giữa. Rồi, tiếp. Đọc là nếu B thì Q. Nếu P thì Q rồi. Là mệnh đề sai khi B đúng, Q sai và đúng trong các trường hợp còn lại. Đúng rồi, cảm ơn em thuộc nhanh phết nhờ. Thế thì là bây giờ mình sẽ điền vào bảng giá trị chân lý trước để cho nó thuộc đã. Cái này thì nó hơi khó nhớ ở cái cách nhớ nhanh của nó nhé, hơi khó nhớ ở cách nhớ nhanh. Như vậy thì có cái mẹo gì? Cái phép kéo theo nó chỉ sai trong trường hợp là true kéo theo false. Nghe rõ thì nó nói chưa? Phép kéo theo chỉ sai trong trường hợp là true kéo theo false, còn tất cả các trường hợp khác nó đúng hết. Bài này thì nó là P kéo theo Q, nhưng bài khác nó Q kéo theo P mà chết rồi, đúng không? Rồi. Như vậy là phép kéo theo chỉ sai trong trường hợp là true kéo theo false thì nó mới nhận giá trị là false nhé. Đấy. Nào bắt đầu. Xin mời bạn A3823 Phạm Thị Thu Trang. A38235 Phạm Thị Thu Trang có không? Không trả lời. Bắn. A38334 Lê Ngọc Đạt. A38334. Không trả lời. A38375. Ba tám ba bảy năm cũng không trả lời. Nên là vắng mấy người thôi. 4 9 4 8 4 8 5 người. Ơi. Em lại đấy. Giờ đấy thầy gọi số gọi 38375 ạ. Ừ, 38375 rồi, em trả lời cho thầy em điền vào bảng này nhá. Em thưa thầy chu Dòng trên cùng là chu gì hay là phụ? dòng thứ hai là phô ạ, à, dòng đầu tiên là chu, Rồi, tiếp theo. dòng thứ hai là phô ạ, Rồi. dòng thứ ba là chu ạ, Đúng rồi. là chu ạ. Cái gì? Có nhầm đấy. Dòng cuối cùng là gì? Chính xác, cảm ơn em. Xịt lửa trúng kế. Như vậy là chúng ta nhớ được là cái phép kéo theo nó chỉ sai trong trường hợp là true kéo theo false thôi. Nhớ đấy nha. Đây này. True kéo theo false đó, còn đâu tất cả là trường hợp khác đúng hết. Rồi, cái oái oăm ở trong cái bài này ấy, thì là cái chỗ này ấy là gì? Cái phép kéo theo này nó có thể có các cách diễn đạt khác nhau. Ê, có thực ra là có 5 cách diễn đạt. Nhưng bây giờ P đứng trước nhá. 5 cách diễn đạt. Ô, giáo viên giờ bài tập người ta hỏi cách diễn đạt khác nhau đứng đứ không biết nói thế nào. Bây giờ P đứng trước này. P đứng trước này. Trong định nghĩa là nếu P thì Q. P đứng trước nhá. Tiếp. P kéo theo Q. Cái thứ hai dễ nhớ đúng không? Rồi, cái thứ ba. Cái thứ ba vẫn P đứng trước mà. P là điều đứng trước là điều kiện đủ của đứng sau. Điều kiện đủ của Q. Đấy là P đứng trước thì nó có 3 cái. Bây giờ Q đứng trước. Q đứng trước là Q khi P. Chữ khi này thực ra nó thay chữ nếu thôi, có thể người ta nói là quy nếu P. Tiếp tục
Khi làm bài tập phần này rất dễ bị trúng kế, bị trúng ở cái trường hợp này, nhiều em nhầm. Cái thứ năm là quy là điều kiện cần. Của P, 5 cách diễn đạt. Rất là vất vả đúng không? Thế thì ở đứng trước này thì người ta thường gọi là giả thiết, và đứng sau người ta thường gọi mũi tên, người ta thường gọi là kết luận. Nếu như đấy là một cái đúng, giống như một định lý. Nếu như ABCD là nếu như tam giác ABC là một tam giác vuông thì bình phương cạnh huyền bằng tổng các bình phương các cạnh góc vuông, định lý Pythagore phát biểu như thế. Đúng chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta qua hãy thầy giáo cho P là cái mệnh đề trời mưa và Q là mệnh đề mặt đất ẩm ướt, hãy diễn đạt các cách khác nhau theo mệnh đề này, P kéo theo Q. Xin mời bạn 38403 Lê Phương Mai. Ba tám bốn không ba em nghe ạ. Em thầy đọc cái diễn trời đạt. Mưa mặt đất gì đúng không thầy? Đúng rồi diễn đạt bằng năm nếu cách trời mưa thì mặt đất ẩm ướt ạ. Từ từ nhá, một rồi cảm ơn, tiếp hai. Mặt đất ẩm ướt khi trời mưa ba mới là hai rồi. Ba là trời mưa là điều kiện đủ của mặt đất ẩm ướt. Đúng rồi. 4. Mặt đất ẩm ướt là điều kiện cần của trời mưa. Còn một cái nữa. Mệnh đề P đến Q. Thưa thầy là mặt đất ẩm ướt khi trời mưa, nói chưa nhỉ? Nói rồi ạ. Ôi tôi chết, thế thiếu cái gì nhỉ? Em nói đủ 4 cái. Còn 5 cái thôi em ạ, còn cái trên cùng nữa. Đây này. À, nếu trời mưa thì mặt đất ẩm ướt ạ. Mưa đất nói đất rồi, là một cái em chưa nói. Nếu trời mưa thì mặt đất ẩm ướt ạ. Vừa nãy nói rồi. À. Còn một cái này này. À, trời mưa kéo theo mặt đất ẩm ướt, em chưa nói. Dạ vâng ạ. Rồi, cảm ơn em. Cái đọc cái này không theo dõi cẩn thận là không kịp là lại ghi nhầm. À. Rồi, trong mệnh đề P kéo theo Q, P được gọi là giả thiết và Q được gọi là kết luận. Theo định nghĩa, nếu giả thiết P là sai thì dù kết luận có đúng, Q có đúng hay sai thì P kéo theo Q nó vẫn đều đúng. Bây giờ câu này nha, nếu 5 là số chẵn thì 5 bình là số chẵn. Thì nó có hai cái mệnh đề, một là P là như này, số 5 là số chẵn, sai nha. Số 5 bình là số chẵn cũng sai nốt. Như vậy câu này nó có dạng là phô kéo theo phô. Như vậy nó là mệnh đề đúng. Đúng chưa? Thế mà đẩy người gạch cái câu này đi. Cứ thế một cái sai kéo theo một cái sai, suy ra nó là mệnh đề sai, chết giả. Đấy là ở bên ngoài thôi, chứ mà trong ngày học một logic này là phô kéo theo phô thì nó lại ra chu, thế mới chết chứ. Tiếp tục, nếu Bắc Kinh là thủ đô của Việt Nam thì Paris là thủ đô của Nga. Bắc Kinh là thủ đô của Việt Nam, sai. Paris là thủ đô của Nga, sai nốt. Như vậy đây nó có dạng là phô kéo theo phô. Như vậy nó vẫn là mệnh đề đúng. Được chưa? Rồi nha, chúng ta tiếp tục. Trong toán học, các mệnh đề có dạng P kéo theo Q được gặp khá phổ biến. Trong trường hợp này, giả thiết đã cho P là đúng. Vì vậy, để chứng minh P kéo theo Q là đúng thì cần phải chứng minh Q cũng là đúng. Đó chính là cơ sở logic của phương pháp chứng minh trực tiếp sau này. Năm lớp 8, chúng ta có một cái định lý rất là quan trọng, đó là nếu tam giác ABC vuông thì bình phương của cạnh huyền bằng tổng các bình phương các cạnh góc vuông. Định lý Pythagore. Điểm lại một số dấu hiệu mà chúng ta chứng minh kéo theo chúng ta đã sử dụng trong trình phổ thông. Một, nếu hình mình ABCD có một hình chữ nhật, có một góc vuông thì nó là hình chữ nhật. Hai, nếu tồn tại một số thực k sao cho vector AB bằng k vector AC thì ba điểm ABC thẳng hàng, lớp 10. Nếu đường thẳng AB vuông góc hai đường thẳng cắt nhau trong mặt phẳng P thì đường thẳng AB vuông góc mặt phẳng P, lớp 11. Đấy là dấu hiệu chứng minh một đường vuông góc một mặt. Đúng không?
Hóa ra cái này học ở lớp dưới, dùng ở lớp dưới hơi bị nhiều mà không biết. Phép toán cuối cùng. Chúng ta cố gắng lên nhé. Chúng ta học xong cái này xong cộng với thầy giáo đưa ra hai ví dụ, thầy giáo trình bày cho, sau đó thì các em sẽ tự học tiếp. Cái phép toán cuối cùng là phép toán tương đương. Học hành vất vả, kết quả ngọt ngào lắm. Thích lắm, hôm nào mà được điểm cao sướng cực luôn. Thế bây giờ bạn nào mà không muốn học mà lại muốn đưa điểm cao, chuyện đó là không bao giờ có. Nào, đây. Chúng ta để ý. Trong 6 cái chỉ có 2 cái viết sai trước, còn 4 cái viết đúng trước. Đó. Được chưa? Rồi sau đây thầy giáo sẽ mời một bạn đọc lại định nghĩa xem nó như thế nào. Xin mời 38485 Nguyễn Thị Nhung. 38485 Nguyễn Thị Nhung. Dạ. Đọc em. Em có thể định nghĩa là cho hai mệnh đề P và Q Chấm phát. chấm P kéo theo Q. Sai rồi, bây giờ có học kéo theo đâu. P tương đương với Q. Ký hiệu thế nào? Ký hiệu là mũi tên hai phía đấy ạ. Mũi tên hai phía nhỉ? Ở giữa có một gạch hay hai gạch? Ở giữa có một gạch ạ. Đúng rồi. Đọc là gì? Đọc là P nếu và chỉ nếu Q. Rồi, tiếp theo là mệnh Là đề. mệnh đề đúng nếu cả P và Q cùng đúng hoặc cùng sai. Và sai trong các trường hợp còn lại ạ. Là mấy trường hợp còn lại? Là hai ạ. Hai trường hợp còn lại, sao em biết là Ở trong sách có ạ. hai? Không, P có hai khả năng nhé, Q có hai khả năng, theo quy tắc nhân là 2 nhân 2 bằng 4. Thế mà ở trên mình có hai trường hợp rồi thì dưới sẽ còn lại hai trường hợp thôi, có gì đâu, đúng không? Vâng ạ. Rồi, cảm ơn em. Ừ. Bây giờ chúng ta sẽ lập bảng giá trị chân lý trước, sau đó thì chúng ta sẽ nghiên cứu các cách đọc khác nhau của nó. Cố gắng lên nhé, chúng ta gần về đích của ngày hôm nay rồi đấy. Bài học hôm nay nó cũng rất là nhẹ nhàng. Cái môn này nó học nhẹ nhàng ra đi thanh thản. À bây giờ mình thấy người khóa trên nó bảo như thế. Nào, bây giờ mình bắt đầu. À vừa nãy là gì nhỉ? Phép toán tương đương ấy, nó đúng trong trường hợp cả P và Q cùng đúng hoặc cùng sai. Cái này nó ngược lại tuyển loại. Nào, xin mời A38552 Trương Thị Diệu Linh. Em thưa thầy ạ. Dòng thứ nhất là gì? Dòng thứ nhất là thua. Đúng rồi, giỏi lắm. Tiếp. Dòng thứ hai là thua. Phô đâu mà phô, nghĩ lại đi, nó là gì? Thua. Đúng rồi, cảm ơn. Tiếp tục. Dòng Dòng thứ thứ ba là thua. cũng lại là phô à? Dòng thứ 4 cũng là phô đúng không? Dòng thứ Dòng thứ tư 4. là thua. Ồ đúng rồi, giỏi quá. Rồi, cảm ơn. Đấy. Học dễ nhớ đúng không ạ? Rồi cảm ơn em. Như vậy là gì, cái phép tương đương ở đây là nó đúng trong trường hợp cả P và Q cùng đúng và cùng sai, và nó sai trong các trường hợp còn lại, tức là một cái đúng một cái sai đúng không ạ? Rất dễ nhớ. Thế bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái việc là các cách diễn đạt của này. Ủa, nhiều lắm. Ở trên là tương đương, đọc là nếu và chỉ nếu. Nếu và chỉ nếu, khi và chỉ khi, cần và đủ là, viết cái gì trước cái gì sau cũng được, cho nên là tha hồ mà đọc. Cái này thì viết cái gì trước cái gì sau cũng được thoải mái, nó không bị nhầm như cái số 5 nhé. Điều kiện cần và đủ của P là Q, đương nhiên mình có thể viết là điều kiện cần của đủ và đủ của Q là P. Rồi Q nếu và chỉ nếu P, P nếu và chỉ nếu Q, P khi và chỉ khi Q, rồi Q khi và chỉ khi P, rồi nếu P thì Q và ngược lại, hoặc là nếu Q thì P và ngược lại. Bao giờ mỗi cái nó có hai cách,
đảo ngược lại, đúng không? Đây nó khác với cái số 5. Số 5 nó chỉ có một chiều là rất dễ diễn đạt nhầm. Cái số 6 này không sợ, số 5 mới là sợ nhất, dễ đọc nhầm. Thế thì các em sẽ vận dụng vào đọc cho thầy như này: P là mệnh đề tứ giác ABCD là hình bình hành, và Q là cái mệnh đề tứ giác ABCD có cặp cạnh đối ABCD song song và bằng nhau. Hãy diễn đạt các cách khác nhau của mệnh đề P tương đương Q. Xin mời 38629 Trần Khánh Nam. Em đây ạ. Trần Khánh Nam. Điều kiện cần và đủ của tứ giác ABCD là hình bình hành là tứ giác ABCD có các cạnh đối AB, CD song song và bằng nhau. Điều kiện cần và đủ của tứ giác ABCD có cặp cạnh đối AB, CD song song và bằng nhau là tứ giác ABCD là hình bình hành. Từ từ từ, thầy có chỗ này cái. Từ từ chỗ này. Khi mà hai cái câu đơn ấy, mà hai cái câu mà ghép lại nó có cùng chủ ngữ thì chúng ta có thể bỏ cái từ cái chủ ngữ ấy đi bằng cách là thay bằng đại từ nhân xưng. Ví dụ tứ giác ABCD là hình bình hành khi và chỉ khi, hoặc là nếu và chỉ nếu nó có cặp cạnh đối ABCD song song và bằng nhau. Em hiểu chưa? Dạ vâng. Ừ đấy, rồi, thôi được rồi, thế được rồi. Cái này nó dễ thế mà. Được chưa nhỉ? Khi mà hai câu đơn, hai câu ghép lại mà có cùng chủ ngữ thì chúng ta có thể đổi cái chủ ngữ thứ hai bằng cái đại từ nhân xưng. Rồi, cảm ơn em. Tiếp tục. Điểm lại, chúng ta có một cái số ngày xưa chúng ta học như này. Ví dụ như số tự nhiên A là lẻ khi và chỉ khi A bình là lẻ. Đúng rồi. G là trọng tâm của tam giác ABC nếu và chỉ nếu vectơ GA cộng vectơ GB cộng vectơ GC cộng vectơ 0 lớp 10. 3 điểm ABC thẳng hàng nếu và chỉ nếu tồn tại sự thực ra là 3 điểm ABC có từ phân biệt, đây là chuẩn hơn. Thẳng hàng nếu và chỉ nếu tồn tại sự thực K sao cho vectơ AB bằng K vectơ AC lớp 10. Tứ giác ABCD là hình bình hành nếu và chỉ nếu nó có một cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Cái này chỉ nhớ ở cấp 2 nhưng không nhớ học lớp mấy. Đúng không? Như vậy có rất nhiều cái từ nếu và chỉ nếu, khi và chỉ nếu, khi và chỉ khi chúng ta đã học từ hồi lớp dưới. Đúng chưa? Và bây giờ là cái nhiệm vụ cuối cùng là chúng ta hoàn thiện cái bảng giá trị chân lý của 5 phép toán. Cái thứ 6, cái đầu tiên cái 1 đấy thì nó lại là riêng bởi vì nó chỉ có sinh ra bởi một mệnh đề đơn thôi. Còn này 5 cái này nó sinh ra từ hai mệnh đề đơn. Bây giờ là tổng hòa của những cái vừa nãy. Đó. Sau đây thầy sẽ gọi bạn. Nói chung là chỗ này chúng ta cố gắng không nhìn lại sách giáo khoa nữa mà tự viết ra. Thầy giáo gọi để trả lời có phải là mục đích là thầy coi như là tính điểm đâu, mà quan trọng các em phải xem mình đã nhớ được chưa nhé. Em có em là bằng cách là thầy giáo hỏi là giở sách ra đọc, thế thì còn nói chuyện thoái gì. Thầy muốn là chúng ta có sự tương tác mà giúp các em học tốt hơn, thuộc tốt hơn, giở sách ra đọc thì cũng nói chuyện đi. Nào, cột số 3. Cột số 3, 38698 Đỗ Xuân Quý. À, em thưa thầy ạ. Đọc từ trên xuống dưới nha. Cột số 3 là là gì? Nó là phép toán này, nó gọi phép toán là gì ạ? Tuyển loại ạ. Sai rồi, không phải tuyển loại. À, cột số 1 ạ? À, cái đấy là tuyển ạ. À, hội ạ. Không. Alo, là tuyển ạ. À, là tuyển. Tuyển chỉ... Tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai. Em chưa kịp nhớ đúng không? Nào, điền đây. Cái đấy là đúng ạ. Chu. Tiếp tục. Chu. Đúng. Chu. Đúng. Tiếp. Phô. Rồi, cảm ơn. Đó, lại thêm cái phô ở dưới này nữa. Em đọc phải dứt khoát nha, em đọc thừa là thế, biết thừa đấy. Rồi, thôi, tiếp theo.
Bạn tiếp theo là A8711 Nguyễn Ngọc Giang Nguyên. Xin mời. Nguyễn Ngọc Giang Nguyên. Nguyễn Ngọc Giang Nguyên. Nguyễn Ngọc Giang Nguyên có thể làm vắng nhỉ? Sao lại vắng nhiều đấy nhỉ? Ba tám bảy tám bảy Phạm Tuyết Mai. Em thưa thầy ạ. Đọc cho thầy cột tiếp theo. Dạ, đây là Chu ạ. Chu, đọc tiếp. Mỗi cái đọc một lần nữa nhé. Phone. Phone. Phone ạ. Rồi, cảm ơn em. Tiếp tục. 38825 Vũ Thị Phượng. Dạ, em thưa thầy ạ. Phép tuyển có lại. Dòng thứ nhất là Phu. Rồi. Dòng thứ hai là Chu. Đúng rồi. Dòng thứ hai, dòng thứ ba là Chu. Dòng thứ tư là Phô ạ. Đúng rồi. Tiếp tục. 39978 Đặng Ngọc Việt. Thứ thầy là Chu. Đúng. Tiếp tục. Phô. Tốt. Tiếp tục. Chu. Tốt. Chu. Đúng rồi. Cảm ơn em. 39029 xin lỗi nhầm. 39023 Phạm Thị Hải Thanh. Dạ em thưa thầy là đầu là đúng ạ. Đầu Chu ạ. Được Chu rồi. Kế sau là Phô ạ. Đúng rồi, giỏi lắm. Phô ạ. Lại Phô nữa. Vâng, Chu ạ. Ừ, đúng rồi, giỏi lắm. Cảm ơn Phạm Thị Hải Thanh. Đấy, nó đơn giản thế, có cái gì đâu, đúng không? Quá là đơn giản. Thế thôi mà có nhiều người. Ồ, nhưng mà mình phải học cái tổng quát. Thế tại sao đi thì nó không viết là có mỗi một cái phép toán phủ định. Còn phép toán phủ định, phủ định thì nó dễ thôi. Nó P đây. Không P thì nó chỉ có hai cái thôi. Nếu P là Chu thì nó là Phô. Mà nếu là P là Phô thì nó là Chu. Thế là nó đủ. Vì năm cái thằng kia nó đều có năm dòng, cho nên thầy giáo viên gộp lại. Còn riêng cái thằng kia nó có ba dòng thì thầy không gộp được. Được chưa? Đấy, thế thì chúng ta sẽ tiếp tục lấy ví dụ. Lấy ví dụ xét nhé. Bây giờ chúng ta lập bảng giá trị chân lý. Lập bảng giá trị chân lý của P hội P tuyển quy, rồi sau đó kéo theo P. Đấy. Lập bảng giá trị chân lý của cái này. Chúng ta thử vẽ viết ra ngoài vở của mình xem thế nào. Đấy. Rồi tí nữa thầy sẽ chữa. Trong thời gian đó thì nó sẽ điểm danh tiếp với những cái bạn này. Và chốc nữa chúng ta còn điểm danh ở trên máy nữa, có để nhà trường người ta kiểm tra. 39078 Phạm Hoàng Thị Quỳnh Hoa. Có. 39195 Nguyễn Thị Mến. Có. 39286 Nguyễn Ngọc Phương Hà. Ba chín hai tám sáu Nguyễn Ngọc Phương Hà. Quá. 39295 39295 Đỗ Hương Ngọc Anh. Có. 39430 Phạm Ngọc Thảo Phạm Thảo Ngọc. Có. 39474 Nguyễn Nhật Dũng.
Có ạ. 39513 Nguyễn Thị Thùy Vân. Có ạ. 39599 Nguyễn Đức Thường. Ba chín năm chín chín Nguyễn Đức Thường. Bắn này. Có. À có. Ba chín sáu rồi. 39691 Vũ Thị Phương Thảo. Có. 39752 Vũ Thị Yến Nhi. Có. 39788 Phạm Thị Thu Trang. Có. 39840 Ngọ Thị Thu Trang. Có. 39863 cái gì? Phan Tân Đức hay là Phan Tần Đức đấy? Có. Em là gì? Em tên là gì? Ông Đức ạ. Cái gì Đức? Đồng Đức. Tên là Đức rồi nhưng mà họ tên đầy đủ là gì? Phan Tấn Đức ạ. À Phan Tấn này. Rồi, thầy hỏi lại thế là gọi cho nó đúng. 40040 Đỗ Hoàng Anh Tuấn. Đỗ Hoàng Anh Tuấn. Không có này. 40081 Nguyễn Thị Diệu Linh. Có. Rồi. 40174 Bùi Thị Thanh Tú. 40225 Nguyễn Thị Thu Nhài. Có. 40226 Phạm Bích Ngọc. Có. 40244 Nguyễn Thị Nhung. Có. Ôi, hình như có hai người tên Nguyễn Thị Nhung đúng không? Đây là Nhung 40222. 40244 ạ. Rồi. Hai bạn trùng tên trùng họ luôn đấy. 40501 Đỗ Thị Yến. Đúng rồi. 40694 Phạm Thị Hoài Trinh. Có. 40897 Đỗ Ngọc Diệp. 41051 Đặng Thu Trang. Có. Xong rồi chưa? Đấy nhá, thầy phải nói chỗ này trước này. À, trong cái phần mềm ấy nó có cái chức năng này cho nên kể cả em có điểm danh hộ thầy giáo kiểm tra lại nó cũng không có tên đâu. Đây này, nhìn thấy chưa? Cái danh sách nó hiện hết lên này, hiểu chưa? Nên thầy chỉ cần ấn cái nút này một phát là nó sẽ download danh sách về. Thầy điểm danh ở đây muốn cái sự tự giác nhưng còn danh sách có hết rồi đấy, đúng chưa nào? Đấy. Thứ hai nữa là đúng nhỉ, mình đã gửi cái điểm danh trong này thầy giáo còn gửi một cái điểm danh nữa, hôm đầu thầy chưa quen chưa biết làm cái đấy. Đây chúng ta nhìn cái chỗ ở phía trên ấy. Đâu rồi? Ôi bây giờ gửi lại nha để vào đấy điểm danh. Thế cái này để nhà trường kiểm tra ấy mà. Trước khi các em thoát ra các em phải điểm danh cái này nhá để nhà trường kiểm tra, không sau bảo là thầy giáo cũng báo cáo không đúng. Trước khi thoát ra là mọi người vào điểm danh ngay ấy. Đây này. À nó đang mở đấy rồi này. Có bạn điểm danh rồi đấy này, chúng ta nhìn thấy chưa? Thầy giáo đang mở đây điểm danh này, ví dụ như bạn Nguyễn Hữu Đức, Lê Ngọc Đạt, Lê Hoàng Anh vân vân này. Chúng ta nhìn thấy chưa? Đâu chỗ nào thầy? Đây đây này. Mở ra nhóm ấy nó có cái chỗ họ và tên đấy. Thì mình điểm danh vào nhá. Cái này để lưu lại cho nhà trường sau này, ví dụ bảo ông bảo là lớp ông học đủ cuối cùng toàn thiếu là thế nào, hiểu chưa? Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa nhỉ? Đâu chưa. Chưa nhìn thấy á? Thế hôm nay
Thế thì bây giờ chắc là thầy phải là gửi lại cho nó, nhìn lại cho nó dễ nhá. Bây giờ thầy đó làm cái gửi lại này. À. Bây giờ làm thế nào để xóa cái này đi được? Như thế là sợ những cái bạn đây, xóa đi. Thế bạn nào mà là đăng nhập rồi thì xóa lại tí tí đi là à quên. Thế rồi tí làm lại hộ nhá. Tại vì ở đây các bạn nó chưa quen mà. Đấy, bây giờ thầy xóa đi này. Đấy. Thế bạn nào vừa làm rồi chốc là làm lại hộ cái. Ừ, bây giờ nhá, thầy giáo bắt đầu tạo này, xong rồi thầy giáo gửi này. Cái này là để lưu lại cho nhà trường, báo cáo nhà trường thôi, chứ còn thầy thực ra thầy điểm danh cái vừa nãy là xong rồi. Chờ một tí đi 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 để nó làm lại. Gửi bây giờ và đóng lại. Hôm nay là ngày 22 đúng không? Mình sẽ cho điểm danh đến lúc 12 giờ đi. 12 giờ tức là 10 thôi đấy, 11 giờ 49, 11 giờ 50 buổi sáng, tức là AM đúng không? Hôm nay ngày 21 hay ngày 22, không nhầm ngày đấy. Ngày 22. Và 22 rồi nhá, đấy nhá. Đấy, thế sau đó thầy giáo ấn vào cái nút gửi. Ở đâu, chỗ gửi đâu? Và review trước, sau đó thầy giáo gửi là chốc nữa là các em điểm danh cho thầy nhá, đừng quên nhé. Này bây giờ giáo gửi này. Đó, thế thì chúng ta sẽ thấy ở trên đây nó hiện ra. À, xong là bắt đầu lại cho thầy nhé. Chúng ta còn phải Nghe vẽ. thấy. À, nhìn thấy chưa? Rồi rồi. Đấy, đấy, thế là nhìn thấy cái đấy là chốc nó vào cho thầy. Để cái này là mục đích nhà trường quản lý thôi, chứ còn thầy cho mình đi điểm danh xong rồi, thầy là dùng cái file kia thầy kiểm tra được rồi. Nhá. Thế bây giờ tiếp tục trở lại cái ví dụ ở trên này. Trở lại cái ví dụ trên này. Thì à đâu đây gì, chúng ta phải trả lời cho thầy là câu hỏi duy nhất là nó sinh ra từ mấy mệnh đề đơn, mấy mệnh đề đơn. Hỏi hai cái bạn đầu tiên lúc trước gọi không thấy có mặt, không biết có khi giờ có rồi. 37487 Lê Hoàng Nam có không? Không có. Thực ra cái câu hỏi Có đó anh là ơi, Lê Hoàng Nam hả? đó 37487 tên là gì gọi? Lê Hoàng Anh, xin lỗi, nhầm, đọc nhầm. À dạ, có em ạ, có em ạ. À, đấy, lúc trước điểm danh nhưng không thấy tên, bây giờ là rồi. Bây giờ em trả lời Dạ, cho tại thầy. em không kể tên ạ. Ừ, không sao. Em trả lời cho thầy là cái đây nó sinh ra bởi mấy mấy mệnh đề đơn. Cái đăng ở trên bảng đấy ạ. Ừ, đúng rồi. Nó sinh ra bởi hai mệnh đề đơn ạ. Chuẩn luôn, thôi thế là được rồi. Như vậy là chúng ta sẽ có số dòng là 2 mũ n cộng với 1, tức là 2 mũ 2 cộng với 1 là bằng 5 dòng. Câu hỏi tiếp theo dành cho bạn 37496 Nguyễn Chí Công có Có. không? Ôi may quá, cảm ơn. À, em trả lời cho thầy ở đây là có mấy phép toán? Có hai phép toán. Hai phép toán, như vậy là chúng ta sẽ cộng thêm hai cột nữa. Bản thân nó là gồm hai cột, đó là P và Q. Chúng ta sẽ cộng thêm hai cột nữa nha. Phép toán nào trước ở công này? Phép P cho. Ở đây nó có phép toán hộ, À, tuyển và kéo theo, thì phép toán nào trước? phép hội ạ, phép hội ạ. Không phải hội, đây là tuyển. P tuyển Q trước nha. Sau đó bắt đầu mới là P tuyển Q. Đây, thầy giáo đang viết bằng tay đấy. Kéo theo P. Rồi, thì cái cột đầu tiên cũng tương như tự như ở trên là 2 mũ n trừ 1, tức là chu phô phục. Cột tiếp theo là chu phô chu phục. Rồi. Cái tiếp theo ở dưới này thì là tuyển chỉ sai khi cả hai cùng sai, như vậy cái cuối cùng thì nó mới là phô, còn đâu tất cả là đúng hết. Trong tuyển có một cái đúng là đúng luôn. Tiếp tục, đây là phép kéo theo, thì chúng ta để ý nó là cột, nó là cột số 3 kéo theo cột 1, kéo theo chỉ sai trong trường hợp là chu kéo theo phô thôi. Như vậy cột này sẽ là gì đây? Chu này kéo theo chu này, đừng khoanh nhá, thầy giáo khoanh để ở xa nhìn thấy, là như vậy là chu. Tiếp theo này, chu này kéo theo chu này,
chủ tiệm, yeah. Chu này kéo theo phô này, phô đúng chưa? Rồi cuối cùng phô kéo theo phô là chủ, đây là xong. Đấy là bảng giá trị chân lý, có gì đâu. À, thế bài tập về nhà của chúng ta là gì? Đầu tiên là chúng ta phải học thuộc tất cả các định nghĩa, sau đó làm cho thầy những bài tập sau đây. Bài tập từ bài tập 1 đến bài tập số 14 trừ đi bài 11. Từ bài 1 đến 14 trừ đi bài 11 tức là thế nào? Tức là từ bài 1 cho đến bài 14 trừ bài 11. Em nào mà đọc trước sách làm bài 11 trước được. Nếu như chúng ta có sách giáo khoa mà chúng ta cứ dở sách giáo khoa ra làm, còn nếu không có thì vào trên trang e-learning của trường ấy, ở chỗ cái dòng bài tập ấy, thì trong đấy thầy giáo đưa bài tập của cả ba chương ấy nhá. Nếu mà em không tìm thấy cái đó thì nhắn ở trên team này để thầy giáo gửi lại cho nhá. Rồi các em thân mến, như vậy là bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong tuần sau. Xin chào các em, nhớ điểm danh nhé, nhớ điểm danh nhé, đừng quên nhé. Thầy ạ. Xin chào. Em chào thầy ạ. Rồi, nhớ điểm danh, nhớ điểm danh. Em chào thầy ạ. Nhớ điểm danh rồi ăn ra ngoài nhá. Thầy. Xin chào thầy. Xin chào thầy. Em chào thầy. Đây này.